Hãy trả lời em đi, đừng lặng im như thế. Mà đó thân, bây giờ mà có thân bỏ đỏ này anh có muốn bán không? À giờ tâm bố thân đỏ này anh có muốn bán không? Lớn nhỉ? Lớn nha em. Wow, đẹp quá. Em chào anh Đinh Đông. Chào anh Đỗ Ngọc Hùng. Chào Quyết nhá. Anh lấy cho em cái gì kêu ở đây với. Chào anh Đoàn Lương. Hôm nay em nhiều người hot lắm. À quên, nhiều hàng hot lắm. Quên, khổ ghê vậy đó. Hôm nay em bị tâm trạng mọi người ạ. Hôm nay em bị tâm trạng. Anh kêu đây, kêu đấy có vẻ dày quá. Dày quá, dày quá. Đâu nói không? Chào anh Phạm Vương Quốc. Dạ nù ma bố, à, nù tam bố em có mấy con kiến thôi. Nù tam bố em có mấy con kiến ạ? Nhưng mà là kiến rừng nhá, kiến nhỏ nhưng mà là kiến rừng chỉ có mấy con thôi ạ. Em chào anh Hải Anh. Có hay bị em hay bị tâm trạng, hay bị tâm trạng. Đây tâm sự với mọi người là hôm qua em đi thi. Vâng, chào anh Phạm Vương Quốc. Thế em bảo em có một cái người bạn. Vâng, chào anh Việt Lê. Đang chưa bán hàng nhá, tâm sự đó. Em có một cái người bạn thế là em lên kiến xem nào. Dạ vâng. Em bán, em có một ít kiến tam bố, một ít kiến ma bó, nhưng tam bố hình như chỉ có 4 5 con thôi ạ. 4 5 con nù tam bố. Có 4 5 con thôi. Kiến bóc rừng nha mọi người. Kiến bóc rừng. Mọi người chờ em tí ạ. Có rất là ít. Hàng hiếm cho nên là có rất là ít luôn. Cho xem kiến tam bố. Vâng, em có mấy con kiến thôi mà. Có, hôm nay em nói giới thiệu qua nhé. Em có kiến tam bố này. Có giả hạc lai. Có giả hạc lai dòng 6, lai 6 mắt này. Giả hạc lai 6 mắt. Có một ít ma bó. Đây có chậu, chậu tam bố. Kể tiếp chuyện hôm qua đi. À không, mẹ em, anh Hà Đoàn ơi, mẹ em lên đây. Không phải là em về quê thăm mẹ mà là mẹ em lên đây, xong mẹ em về rồi. Mẹ em lên đây xong mẹ em về rồi anh ạ. Mami lên xong mami về rồi, kể tiếp chuyện. Đấy là bạn em có một người, người chị à, một người chị hay là một người bạn gì đấy cũng được. Mới bảo là đi dạy à, đi bán hàng thế thì thời gian đi dạy còn có còn nhiều không? Thế em bảo là đi dạy ở trường thì vẫn đảm bảo, đi dạy ở trường thì vẫn đảm bảo, nhưng mà đi dạy thêm thì dạy ít hơn trước, vì trước là buổi tối em dạy thêm rất nhiều mà. Thế là bạn em mới bảo là thế thì làm sao mà có thời gian để mà đi đi dạy nữa. Bảo là việc dạy thì mới quan trọng, chứ còn lan lọng thì nó chỉ gọi là nhất thời thôi. Lan lọng thì nó chỉ gọi là vui nhất thời thôi. Thế em mới nghĩ bụng, em bảo là tâm trạng nên em suy nghĩ, em bảo là ừ đúng thật, là cây cối này thì nó cũng không phải là nghề chính của mình, mà lan thì nó là cây tầm gửi, mà mình nhờ lan mà có tiền thì mình lại có tầm gửi hơn lan quá không? Ở cho bản thân. Xong rồi cứ bị tâm trạng từ hôm qua đến giờ. Nhìn em xanh lắm. Đây ạ. Kiến rừng nha mọi người. Kiến rừng nù nha. Kiến rừng thì sẽ không đẹp đâu ạ. Anh gì ơi, anh bảo là mua chậu xanh sạch á. Chậu chậu xanh sạch hàng gieo hạt thì nó là cây gieo hạt thì nó phải nhỏ chứ nó không to đâu. Nó là cây giống mà. Bị lung lạc. Chắc là bị lung lạc. Ở đấy thế xong rồi, kể xong rồi
Xong rồi hình như bạn ấy cũng đang dậm dịch bán hàng thì phải. Nhưng mà lại nói em thế là em hơi suy nghĩ, có thấy có phải là thấy mình đang sai sai không? Đây, kiến rừng nha mọi người. Đây là bụi này là hai kiến này, kiến nù tam bố thân đỏ nha mọi người. Kiến nù tam bố thân đỏ. Đây mọi người nhìn này, nó ở rừng, cái kiến này nó ở rừng cho nên là nó sống ở những cái núi đá hoặc là những cái cây mà nó không có dinh dưỡng ấy. Có thể là cây phi điệp ở nhà mọi người ấy. Cây phi điệp ở nhà mọi người thì một năm nó sẽ có thể lên được 1-2 mầm, nhưng mà ở rừng thì mỗi năm nó sẽ chỉ lên một mầm thôi. Nên cây này trông nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó cũng đã lâu năm rồi nhá. Kiến rừng thì nó sẽ không có đẹp mướt mát, nó sẽ không có đẹp mướt mát như là cây gieo hạt, cây trồng ở nhà mình đâu. Cho nên là mọi người mà có mua hàng và nhận hàng đừng bất ngờ, nhưng mà cái khả năng mà lớn lên của nó rất là đáng bất ngờ luôn. Ví dụ như đây, đây chính là một cái chậu, cái này nó là hai chậu à? Giống như là đấy. Đây ví dụ như đây là một cái chậu lù tam bố đang xuống lá này. Một cái chậu lù tam bố đang xuống lá thì đầu tiên khi mà em mua về thuần ấy thì nó cũng chỉ cái cây mẹ của nó cũng chỉ nhỏ như thế này thôi. Nó cũng chỉ nhỏ, cây tam bố thân đỏ nó cũng chỉ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà về nhà mình chăm sóc ấy, nó lù dã man luôn. Đó, nó lù dã man luôn, cho nên là mọi người mua kiến rừng về nó sẽ phát triển rất là nhanh nhá, nhanh hơn là cây công nghiệp rất là nhiều, bởi vì là ở rừng thì nó không có dinh dưỡng mà. Về mọi người cho nó ăn dinh dưỡng và nó sẽ phát triển rất là nù luôn. Đây ví dụ như là con kiến này này, kiến nù tam bố thân đỏ nhá. Đây mọi người nhìn những cái thân năm trước của nó, mặc dù là ở rừng nhưng mà nó rất là đốt ngắn và nù này. Em có khoảng 5-6 con gì thôi nhá. Đây ví dụ như con này. Đấy, chuẩn rừng 100%, mọi người có thể nhìn cái bộ rễ nhá. Cái này có thể là mọc trên núi đá đấy. Đây còn một con kiến nữa này, thân đỏ nha mọi người. Đấy. Anh ơi, em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá. Em bán hai con kiến này, hai con nhá. Một con to, một con nhỏ này. Bán hai con này, một con to, một con nhỏ với giá là 250k. 250k cho một cái kiến này. Cho ăn sưu hay gì vậy? Anh Lâm Dũng ơi, hai con kiến nù tam bố này nhá. Nù tam bố mọi người có thể nhìn những cái thân năm trước của nó cũng rất là đốt ngắn, rất là nù. Mặc dù là nó ở rừng, giá của cái hai con kiến này, một con kiến to, một con kiến nhỏ này, chuẩn rừng 100% nhá. Mọi người có thể nhìn bộ rễ ạ. Mọi người có thể nhìn bộ rễ. Em cũng phải nói trước với mọi người là mọi người mua cái kiến này thì thân lá của nó này, nó sẽ không có mướt mát như là cây gieo hạt mà mình thuần ở nhà đâu nhá. Nhưng mà nó cực kỳ là hay đấy ạ. Sổ số 100%. Chốt anh Thắng Nguyễn Văn chốt. Ok, em chốt cho anh Thắng Nguyễn Văn nhé. Anh Thắng Nguyễn Văn cho em xin lại cái mọi người ơi, tam bố này em chỉ có 4 năm khóm kiến này thôi nhá. Cho nên là mọi người chốt nhanh tay. Anh Thắng Nguyễn Văn em chốt 250k này. Anh cho em xin lại số điện thoại với. Chốt tất cả. Anh Nguyễn Duy Khiêm. Chị Thêm ơi, em chốt cho anh Thắng Nguyễn Văn chốt trước rồi. Anh Thắng Nguyễn Văn cho em xin số điện thoại, nhận lại số điện thoại nhé. Hả? À. Anh Việt Lê ơi, em chốt rồi ạ. À. Em chốt rồi nhé. Em chốt cái con kiến ấy rồi. Bây giờ em sẽ lên con kiến khác. Đây, em chốt nó cũng hai con như thế. Hai con như thế, 250k luôn. Đây ạ, à, mọi người có thể nhìn nhé. Mọi người có thể nhìn cái thân mẹ ở rừng của nó này. Cái thân mẹ ở rừng của nó cũng rất là nù đầu nhá. Lấy tất cả bao giờ đây. Anh ơi, em có ít lắm, có mấy cái thôi à. 1, 2. Thôi chia sẻ cho mỗi người một đơn nhá. Kiến ma bó từ từ ạ. Ma bó thì em có nhiều hơn một tí. Đây, hai con này. Hai con này cũng 250k luôn. Nhỏ đấy nhá mọi người nhá. Kiến rừng nhỏ nhá, nhưng mà không có to đâu. Có tất cả bao nhiêu kiến em? Anh ấy có tất cả cùng tầm 6-7 kiến thôi ạ. Đây, 2 kiến rồi. 5, 7, 8, 9 kiến thôi anh ạ. Có 9 kiến thôi nhá. Rồi ok, em chốt cho chị Thêm Nguyễn này. Tại vì hàng nó rất là hiếm ấy, cho nên là em sẽ không có chốt hết cho ai nhá. Em sẽ chốt cho tất cả mọi người cùng chia sẻ nhá. Cùng chia sẻ mỗi người một ít. Bởi vì cái này á, em lấy danh dự ra cam đoan là chuẩn rừng 100% luôn ạ. Đây mọi người có thể nhìn cái bộ rễ của nó thì mọi người biết này, nó rất là nhỏ bởi vì ở rừng nó không có dinh dưỡng gì đâu. Đây, em chốt cho chị Thêm Nguyễn, cho anh Thêm Nguyễn này. Số 2, 250k, 2 con luôn. Tiếp nhá, một đơn nữa 250k.
Anh Nguyễn Văn Thắng ở đâu nhỉ? Hả? Anh Thắng Nguyễn Văn quên mất rồi. Tiếp. Nếu em quên mất rồi thì em phải xin lại, bởi vì nó sẽ ra nhiều anh Thắng Nguyễn Văn. Đây rồi, anh Thắng Nguyễn Văn cho số điện thoại rồi đấy. Anh Việt Lê. Anh Việt Lê ơi, em chốt cho anh Việt Lê hai con này nhá. Thân đỏ luôn anh ạ. Đây anh nhìn này. Thân nù. Thân nù này. Anh Việt Lê ok không? Chốt anh Kiến nhé. Anh Tiến Giang. Kiến Ma Bó từ từ nhá, em bán hết mấy con tam bố này đã. Có mấy con thôi ạ. Vâng. Đây chốt cho mỗi người một đơn nhá, 250k một đơn. Hai con luôn ạ. Không có nhiều đâu, có rất là ít thôi. Đây cái đơn này mọi người có thể nhìn cái thân năm già của nó này. Cái này nó nhanh ra hoa lắm mọi người nhá. Ví dụ là mọi người mua một cái ki về thì nó phải tầm 2 năm nó mới ra hoa, nhưng mà cái này nó sẽ nhanh ra hoa lắm. Đây mọi người nhìn cái nó nhỏ như thế này mà nó đã có hoa rồi đấy ạ. Nó nhỏ như này nó có hoa rồi nhá, nhưng mà hoa ở rừng mà cái thân dài nó cũng gãy mất rồi. Đấy, hai con này là 250k này. Anh Cảnh Việt có ok đơn này không? Em nhìn thấy cả anh Khiêm chốt nữa đúng không? Anh Khiêm chờ em tí nhá. Anh Cảnh Việt có ok đơn này không? Thì đây, em còn hai đơn nữa. Hai đơn nữa chốt cho anh Cảnh Việt một đơn, anh Tiến Giang một đơn ạ. Mỗi người hai bụi kiến nhá. Đây mọi người thân già các kiểu mọi người có thể nhìn. Không thích hai con đấy. Thế em đổi sang cho anh hai con này nhá. Hai con này ok không anh? Hai con này ok không anh? Đây. Anh Thắng Anh ơi, em nhận địa chỉ rồi nhá. Đây. Mọi người có thể nhìn thấy cái thân già năm cũ của nó đây ạ. Đấy, hai con kiến này. Anh Việt Lê có đổi sang đơn này 250k không này? 250k. Đấy. Đổi sang con này 250k thì đổi. Đây, anh Việt Lê hoặc là anh ai chốt đơn này 250k nhá. Mọi người có thể nhìn thấy thân già của nó đây. Đấy, thân già của nó. Có hai con đẹp hơn không? Dạ có, đây có một con này to hơn anh nhá. Có một con to hơn thân đỏ đây ạ. Có một con thân đỏ đây ạ. Có cả một ki nữa. Rồi anh Thắng Nguyễn Văn chốt tiếp hai con này. Anh Thắng Nguyễn Văn số 1 chốt tiếp hai con này này. Vâng anh Điệp Nguyễn ơi. Hàng rừng nhá, nhưng mà em có ít lắm ạ. Nên là chia sẻ cho mỗi người. Anh ơi có kiến rừng nhá. Có kiến rừng với cả có 6 mắt ạ. Thích hai con đầu tiên. Vâng, con to này em chốt 300k nhá. Con to này có một cái ki ở đây em cũng chả tính đâu. Chốt con này 300k đây mọi người có thể. Anh chốt con to và một con nhỏ. Đây, vậy con to và một con nhỏ này là 500k nhá. Anh Cảnh Việt ok không? Đây, con to và một con nhỏ này 500k nhá anh này. Nù, nó ở rừng cho nên là như thế này là nù rồi nhá mọi người. Còn ở nhà mình đây, cho mọi người xem là cũng từ kiến rừng đấy, cũng từ kiến tam bố thân đỏ đây, cũng từ kiến tam bố thân đỏ về em chăm nó có thể lên đến phi 35 như thế này đấy ạ. Siêu nù luôn. Anh ơi, chuẩn luôn ạ. Vâng, chuẩn 100%, 1000% luôn. Con 300k ấy. Rồi ok, em chốt cho anh Cảnh Việt con 300k nhá. Vâng, hàng rừng anh ạ. Hàng rừng. Vâng, anh Cảnh Việt nhá. Hàng rừng 100% luôn. Em chốt cho anh Cảnh Việt rồi anh ạ, 300k. Không chốt cho anh ạ. Nãy em hỏi anh không thấy anh trả lời. Anh Cảnh Việt ơi. Anh Cảnh Việt cho em lại số điện thoại địa chỉ đi. Đây, em còn hai bụi này. Em còn hai bụi đây mọi người có thể. Đây bụi này thì con này hơi bé này. Em chốt nốt một đơn cuối cùng nhá. Một đơn cuối cùng là hết ạ. Ai chốt đơn này thì em sẽ tặng luôn con nhỏ này nhá. Ai chốt đơn này em sẽ tặng luôn con nhỏ này. Đây ạ, cái này thì đang mọc một mầm này. Đang mọc một mầm. Đây mọi người có thể nhìn thấy ở rừng nó nù, đã nù như này. Con lên con mầm nữa để gộp. Dạ vâng nhá, tí nữa em sẽ lên ạ. Đây. Đấy, hai con này em chốt 400k này. Hai bụi này em chốt 400k và tặng thêm một con nhỏ này nhá. Anh ở Hà Nội thôi. Vậy anh cho em xin cái số điện thoại nhá. Đây, đơn này cuối cùng em chốt 400k cho nó hết này. Em không có nhiều đâu, có bằng ấy thôi ạ. Mà phải khó khăn lắm người ta mới để lại cho, gọi là cái mối trong lâm đồng, gọi là em đã làm việc lấy hàng rồi là các kiểu nhiều lần lắm luôn ấy. Đây, mọi người có thể nhìn thấy nó nù này, có thể nhìn thấy thân của nó này. Đây. Về nhà nó sẽ rất là nù luôn ấy. Thêm một con này nữa.
Rồi em cảm ơn anh Cảnh Việt, thêm một con này nữa này. Thêm một con đủ. Anh Giang Tín có chốt đơn này không? Em cảm ơn anh Cảnh Việt nhé. Anh Việt Lê chốt cho anh đơn cuối. Ok, em chốt cho anh Việt Lê cả cái bụi này 400 nhá. Cả ba bụi này 400 luôn. Anh Việt Lê, anh Việt Lê cho em. Ôi giời ơi, anh Tiến Giang ơi, em lại chốt cho anh Việt Lê trước rồi. Em có còn có cả ba dề núi chúa nữa nhá. Còn có cả ba dề núi chúa, ai mà thích, anh cẩn thận rơi cái con kiến tặng. Ai mà thích cả ba dề núi chúa thì em sẽ. Em hết rồi. Anh Việt Lê số 4. Anh Việt Lê ơi, anh Việt Lê cho em xin số điện thoại nhá. Nếu mà anh mua hàng của em rồi thì chỉ cần cho em số điện thoại. Anh Tiến Giang ơi, chốt sang dòng khác nhá. Em có một số con ma bó thân tím ạ. Một số ma bó thân tím và một số ma bó xanh sạch nhá. Có ba dề, có ba dề núi chúa nữa. Ai thích núi chúa thì em sẽ chốt cho người đấy ạ. Đây, bắt đầu lên một con này. Mọi người có thể nhìn thấy nhá. Mọi người có thể nhìn thấy này, nó ở rừng cho nên là nó không có nù lắm đâu. Đây mọi người nhìn cái thân của nó này. Đấy. Vâng, ok anh. Anh cứ cho em lại cái số điện thoại là được. Giờ em còn ba dề núi chúa nhá. Em còn ba dề núi chúa với cả có một ít ma bó thân tím, một ít ma bó thân xanh, mỗi loại có mấy con thôi. Có số điện thoại được mà. Dạ vâng. Vâng anh Việt Lê, em chào anh Hưng Văn. Đây ví dụ con này nhá. Nguyên bụi này, 1 2 3 4 5 6 7, 7 thân già, một thân tơ nhá. Một thân tơ áo lụa rất là trắng này và một con này này. Đấy. Chắc vậy. Em chốt đơn này là 180k. Rồi ok anh Việt Lê nhá. Em chốt đơn này 180k này. Vâng đây em đang bán ma bó đây ạ, rất là ít ạ, số lượng có rất là ít nhá. 180k xem núi chúa. Anh chờ em tí, anh đưa cái ba cái rể. Núi chúa em chỉ có duy nhất ba rể thôi nhá. Có địa lan, có địa lan nhá. Nhưng mà hôm nay em không bán địa lan. Địa lan nhà em có một loại lan vô cùng vượng khí. Đó là lan sao châu Âu mà váy trắng. Địa lan vũ nữ sao châu Âu váy trắng. Ôi, cẩn thận. Em chỉ có mấy rể thôi ạ. Em hết tam bố rồi anh nhá. Nú như cô chủ. Anh ơi đây ạ. Cái dê này em chốt 180k này. Nó cũng xanh vừa vừa thôi anh ạ. Cái thân già của nó thì rất là xanh. Nhưng mà cái con này thì nó xanh bình thường nhá. Con ma bó mới hôm trước. Là con nào anh nhỉ? Anh Tuấn Phan ơi, anh Tuấn Phan có ok đơn này không? Đây này. Nguyên bụi ở rừng luôn nhá. Hàng rừng bây giờ gọi là mò kim đáy bể luôn đấy ạ. Hàng gieo hạt thì rất là nhiều. Chốt 180 nhá, chốt kèm số điện thoại cho em với ạ. Anh Điệp Nguyễn ơi, anh chốt thì anh chốt kèm số điện thoại cho em nhá. Anh chốt kèm số điện thoại. Anh Trường Giang ơi, em nói thật là em cũng chỉ có lời cái công đóng hàng thôi chứ còn em không có lời nhiều đâu. Anh nghĩ xem một cái bụi kiến như này không có ai bán 180.000 như em luôn. Ok, em chốt cho anh Điệp nhá. Anh Điệp cho em số điện thoại địa chỉ với ạ. Anh Điệp anh ở Hà Nội mà. Anh cho số điện thoại rồi, mai gọi cho anh nhé. Anh Việt Lê cũng cho số điện thoại rồi. Xem like thế em không thích không chốt được. Anh Tiền Giang ơi, anh không chốt được á. Hôm con mũi hồng bị gãy đấy. Vâng, em chốt cho anh Điệp này. Anh ghim cho em anh Điệp số 5 với. Đây, một dề núi chúa đây ạ. Một dề núi chúa nhá mọi người. Đây mọi người có thể nhìn cái bụi rễ của nó thì mọi người sẽ thấy này. Đây. Thân già các kiểu còn đang nguyên nhá. Vâng em chốt cho anh Điệp. Anh Điệp lên địa chỉ cho em với ạ. Đây mọi người nhá. Con này thì rất là đẹp luôn. Dài bao nhiêu rồi. Con dề này thì to nhá. Cái này 50cm rồi. Núi chúa Ninh Thuận đấy ạ. Chuẩn 100%, 1000% luôn nhá. Mọi người có thể ngắm thân trước khi mua này. Anh Chí Thanh chờ tí em lên hàng xong rồi anh chốt nhá. Đấy mọi người có thể nhìn. Mọi người có thể ngắm thân già này. Mà bỏ anh đâu. Anh Tuấn Phan chờ tí. Anh Nam ơi, vẫn còn mà, còn tí nữa anh Nam chốt tiếp nhá, tí em lên hàng xong anh chốt tiếp. Đây, to đùng luôn, con này em chốt 450k nhá. Núi chúa này, dề núi chúa này em chốt 450k. Mọi người có thể nhìn cái cây rừng khô nó còn đang bám ở đây này. Đây anh Tường Đặng ơi, em có ba dề và một dề thì gãy mất ngọn này, em đang có buồn quá. Gãy mất ngọn. Đây. Dề này là 450k nhá. Dề này 450k. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Nhìn lá xếp luôn ạ. Lá xếp luôn nhá.
quá ư là đẹp. Lá xếp hàng rừng bây giờ đúng là mò kim đáy bể, câu hàng gieo hạt thì em rất là nhiều. Anh Trung Thiên Vũ, ok em chốt cho anh Trung Thiên Vũ nhá. Anh Khiên này, em chốt cho anh Trung Thiên Vũ. Vâng, anh Trung Thiên ở Hà Nội. Em chốt rồi nhá. Meriam á, đây ạ, có một cái con này nó bị, nó đẹp lắm ấy mọi người ạ. Đây nhưng mà nó gãy mất ngọn này. Cây này, dề gãy ngọn này em sẽ bán rẻ cho mọi người là 150k nhá. Vâng, anh Khiên số 6. Dề này đẹp quá mà gãy ngọn, mọi người nhìn này, thân xanh óng như rơm luôn. Rồi, anh Ken Nông Dân chốt cho anh thân gãy ngọn. Mọi người chốt kèm số điện thoại cho em với. Em có ghim trên bài ấy, là chốt kèm số điện thoại cho em. Đây, hàng rừng thì đúng là một cô gái quê với một cô gái phố nhá. Một cô gái quê với một cô gái phố. Anh Thắng Nguyễn Văn chốt. Ok, anh Thắng Nguyễn Văn nhá. Anh Cảnh Việt ơi, anh Cảnh Việt lại chốt sau anh Thắng Nguyễn Văn rồi. Anh Thắng Nguyễn Văn số 1. Đây, cái này cũng bị gãy này. Cái này cũng bị gãy. Cái này cũng bị gãy. Anh Cảnh Việt có ok thì em chốt cho anh Cảnh Việt cũng 150k luôn nha, anh Cảnh Việt nhá. Có. Anh Cảnh Việt ơi, có hai con này bị gãy chán quá. Anh Cảnh Việt ơi. Năm bố em hết rồi, gộp cả cho anh. Đây, cái này nhiều thân già lắm này, 1 2 3 4 5. Thân này thân tơ nha anh. Thân này thân tơ. Ôi rẻ thế, cái thân này thân tơ luôn. Anh kia chốt thế thôi mà. Chốt kèm số điện thoại, em đang hỏi anh Cảnh Việt. Anh kia, đâu anh Trung Khiên Vũ là khác, anh Thái Nguyễn Văn là khác chứ. Anh Khiên là anh quen rồi thì... Anh ấy khác, khách quen rồi. Anh đúng cú pháp mà. Có thấy anh đâu anh Ken không ra? Rồi, ok anh Cảnh Việt. Anh Cảnh Việt ơi, em dở hơi quá. Cái này nó vẫn đang còn thân già em, à, thân tơ em bán 150k chết rồi, bà ấy chồng đuổi việc. Ok anh Cảnh Việt nhá. Chốt 200k, tam bộ anh đỡ hết rồi. Để cho anh một đơn. Đây anh Khiêm ơi, anh Khiêm thích đơn nào thì anh Khiêm chốt đi. Em chốt rồi nhá. Tiếp ạ. Còn hai dề nữa thôi. Ba dề nữa. Mọi người ơi, mọi người cứ chốt kèm số điện thoại nhá. Anh Thưởng Lê ơi, đây là mấy dề núi chúa đấy. Đây, một con núi chúa này. Thêm một con núi chúa nữa. Một này, hai này, ba thân già nhá. Đây, thân này là có hoa rồi. Thân này cũng có hoa mất rồi. Còn một con này nữa đang xuống lá nhá mọi người. Bé như thế nhưng mà có nụ rồi đấy ạ. Con này bé như thế này nhưng mà có nụ rồi nhá. Vâng, núi chúa to. Đây, núi chúa to, từ từ chờ em tí nhá. Con này em chốt 200k này. Em chào anh Lợi Đặng nhá. Chị thêm Nguyễn, anh thêm Nguyễn chốt xong rồi. Đây, con này là em chốt 200k nhá. Con này chuẩn bị có hoa rồi. Con này chỉ được tầm 20 cm thôi ạ. Con kiến này chuẩn bị có hoa nha mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy nó đang nứt nụ không ạ? Nhìn thấy nó đang nứt hạt gạo không ạ? Đấy. Con này em chốt 200k này, thân già còn đang còn nguyên, mọi người nhìn thân già vàng óng như rơm này. Chắc chắn là mặt hoa sẽ rất là sáng đấy ạ. Chắc chắn là mặt hoa sẽ rất là sáng. Anh Đam Mê chốt, ok anh Đam Mê nhá. Em có số điện thoại địa chỉ của anh Đam Mê. Anh Ken Nông Dân ơi, em có nhìn thấy anh chốt kèm số điện thoại đâu. Xin chào, mãi lên anh trả 250k. Ô anh Kiên ơi, giờ em mới thấy anh Kiên. Đây, chốt cho anh Đam Mê. Mọi người ơi, ai mà em chưa nhìn thấy comment thì có thể nó bị ẩn. Mọi người vào trang cá nhân của mọi người, mọi người xem của em nhá. Mọi người vào trang cá nhân của em để mọi người xem thì sẽ không bị ẩn ạ. Đây, tiếp tục một con này. Tiếp tục một con này đang nụ, sắp có nụ luôn đây mọi người. Đang nứt hạt gạo nhá mọi người, nhìn này. Đây, em còn hai dề nữa thôi nhá. Đây, con này. Dề này em chốt 250k. Đây, dề này áo cực đẹp luôn mọi người này. Dề này áo đẹp lắm, nứt áo cái này mọi người. Nứt áo. Coi dề to đi. Vâng, đây, dề to đây ạ. Dề to này thì đẹp, mê ly luôn, xanh sạch luôn nhá. Đây, con này em chốt 250k này. Thân già các kiểu mọi người có thể nhìn thấy đây. Con này là năm ở rừng năm thứ tư rồi đấy ạ. Anh Tiên Giang TN, anh Tiên Giang TN ơi, anh chốt 250. Anh chốt gì đây anh?
Ok, chốt anh Nam Nguyễn này. Mọi người nhớ chốt kèm giá tiền, không là em không biết mọi người đang chốt cái gì nhá. Anh Nam cho em lại số điện thoại với địa chỉ với. Dạ anh ơi, cái này rừng về là chưa có mặt hoa đâu anh ạ. Đây, em lên tiếp một con này là hot nhất này. Một con này ai mà chốt được thì là mọi người thông cảm nhé, mọi người có nhiều khi bị ẩn comment ấy, bây giờ Facebook nó chặn kinh lắm. Cho nên là anh Amê số 8. Mọi người vào trang cá nhân của em, mọi người xem, cho mọi người xem thân già này. Xanh óng vàng nhá. Xanh óng vàng luôn. Đây. Ai số 7? Đam mê. Đam mê số 7 à? Vâng. Xanh sạch. Đam mê số 7, Nam Nguyễn số 8. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn thấy. Đấy, mọi người nhìn thấy cây lớn này chưa? Ai mà chưa chốt được thì cứ bình tĩnh nhá, em còn rất là nhiều các loại mặt hàng khác nữa. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đây. Dề này em chốt 550k nhá. Dề này 550k, dài 60 cm rồi nhá mọi người. Dài 60 cm lá xếp nhá. Lá xếp. Thân này lá này thì hoa chắc chắn là không đến nỗi tồi đâu ạ. Chốt cây xanh sạch. Ok, em chốt cho anh Tiền Giang TN chốt cây xanh sạch này 550k nhá. Anh Tiền Giang TN. Anh lên số điện thoại cho em. Anh Nam ơi, anh Nam chốt sau rồi. Anh Nam ơi, anh Nam cho em số điện lại số điện thoại nhá. Anh Tiên Giang TN có số điện thoại rồi, cho em địa chỉ đây. Mọi người ngắm cái dề này này. Thân già của nó óng vàng luôn. Anh Nam ơi, anh chốt sau anh Tiên Giang rồi. Em chào anh, sửa xe thành công. Số 9 anh Tiên Giang. Ủa. Anh ơi, dề này mà được hoa đẹp anh nhớ để dành cho em một kỳ nhá. Quá đẹp luôn. Vâng. Anh Thưởng Lê ơi, anh Thưởng Lê muốn lấy gì đấy? Giờ em mới thấy này. Em hết núi chúa nhá, bây giờ em lên tiếp mấy con ma bó đây. Anh Tiên Giang TN có số điện thoại rồi mà. Anh Tiên Giang TN cho em số điện thoại địa chỉ nhá, cho em lại số điện thoại địa chỉ nhá. 550k này. Đây. Đây còn một con núi chúa mà bị gãy ngọn này. Ai gộp đơn thì gộp 100k. Vâng. Anh Khiêm ơi. Anh Khiêm chốt sau anh Tiên Giang TN rồi. Đây ạ. Còn một con này, con núi chúa này nhưng mà bị gãy ngọn rồi. Ok anh Tiên Giang TN nhá, cho em số điện thoại nữa. À cho em địa chỉ nữa. Con này chả biết nhìn như gãy cái lá ngọn rồi. Hàng ma bó ấy. À đây, hàng ma bó em chưa lên. Anh Nam, à em nhớ anh Nam rồi. Anh Nam ơi, anh đổi avatar làm em không thể nào mà nhận ra. Ok anh Thắng Nguyễn Văn chốt 100k nhá. Nó bị gãy lá ngọn rồi nhá anh. Anh Cảnh Việt với anh Nguyễn Trí Thanh chốt sau rồi. Đây. Anh ơi, anh Thắng này, số 1 này. Rồi ok, em lên hàng ma bó nhá. Em lên hàng ma bó thân tím và thân xanh nha mọi người. Mọi người thích thân tím cũng được, mà thích thân xanh cũng được luôn. Đây, lên đầu tiên này. Đây ạ. Con này lá tím viền nha mọi người. Con này lá tím viền nha. Đây, thân già đây ạ. Thân già, 1, 2, 3, 4 thân già nhỏ nhá. Con này lá tím viền này. Mới bao chốt mà không muốn. Vãi ẩn comment. Em cho anh thêm ma bó xanh. Ok anh Nam, để em chọn cho anh nhé. Ma bó thì em hàng nó. Đây, ai thích con tím này thì em chốt 200k này. Ai thích con tím này. Đây, lá tím viền nhá. Ơ không thấy anh à. Có anh ơi, có hàng 4 bó. Không anh ạ. Đây. Con này thân xanh nhá. Anh Điệp ơi, của anh không phải là núi chúa mà cũng không phải là ma. À của anh là ma bó, của anh là cây ma bó. Rồi ok anh Đam Mê chốt 200k nhá. Hôm nay bị ẩn nhiều quá. Ôi em còn bị mất cái nick mãi, hôm qua bị mất nick, nay mới lấy lại được ấy ạ. Này, anh Đam Mê số 7 này, chốt gộp này. Anh Chí Thanh ơi, anh Chí Thanh chốt sau mất rồi. Đây tiếp tục lên một con tím này nữa này. Con tím này to hơn nhá. Con tím này to hơn này. Con tím này to hơn, em chốt 250k. Vâng, anh ghim tên vào cho mọi người luôn. Anh Nguyễn Trí Thanh chốt sau rồi ạ. Đây, anh Nguyễn Trí Thanh có chốt đơn này này. Có chốt đơn này thì 250k nhá, to hơn. Đây em đo cho anh con kiến này, dài bằng cái bút ạ. Thân tím đây anh nhìn thấy không ạ? Tím như màu huyết nhung luôn. Thân già đây ạ. Đâu, anh chốt sau mà.
Anh Tuấn Phan chốt. Ok anh Tuấn Phan nhé. Anh Tuấn Phan số 10. Mọi người bình tĩnh để em chọn hàng nhá. Ai mà chưa chốt được thì là tí nữa sẽ chốt được thôi. Tiếp, lên tiếp một con xanh sạch này. Lên tiếp một con sạch nhá. Anh Nguyễn Chí Thanh, ghi thêm một miền cho anh nhỉ. Chứ anh Nguyễn Chí Thanh ok, muộn quá, để em lấy cho anh một con nhá. Đây. Anh Nguyễn Chí Thanh ơi, anh lên muộn quá. Anh lên muộn quá, để em chốt bù cho anh con này 200k thôi này. Con này cũng rất là to. Đấy. Thân tím, để em chốt bù cho anh Nguyễn Chí Thanh một con nhá, mãi không chốt được. Con này rất là to nhưng mà em chỉ lấy anh có 200k thôi đấy ạ. Anh ơi, có thể là máy của anh với cả máy chủ nó không thống nhất với nhau ấy, nó không đồng nhất với nhau. Có ba bó thân sạch. Kiếm con mua đẹp đi. Anh ơi, hàng rừng nó không có được mướt đâu, số 11. Anh Nguyễn Chí Thanh. Đây ạ, con ba bó xanh sạch này. Đây mọi người có thể nhìn thân già của nó nhá. Thân già vàng ươm đây ạ. Được chưa? Nhìn xa còn cứ tưởng là rơm. Anh ấy có số điện thoại địa chỉ rồi, chị Thu Nguyễn Oxic ơi. Em đây, xanh đây ạ. Được chưa? Đầu cũng khá là nù đây, đầu cũng khá là nù. Thân này chưa hoa, chẳng biết có hoa nổi không nữa. Chắc là phải sang năm. Đây con này 200k nhá. Ai thích xanh thì chốt con này 200k này. Thân này mọi người có thể ngắm trước khi chốt nhá. Thân hơi bị trong luôn. Đây có một con gầy nhom mà xanh sạch luôn ấy. Đây con này 200k mọi người có thể nhìn thân rất là trong nhá. Mọi người ơi, những người mà ghi mỗi chốt em chốt là anh ấy có số điện thoại rồi. Anh đam mê chốt tiếp. Anh đam mê lại chốt tiếp ạ. Ok anh đam mê nhá. Có xanh sạch anh kia ơi, anh Nam lại chốt sau rồi anh Nam ơi, số 7 cho anh đam mê. Đây mọi người từ từ để em lên hàng tiếp này. Có một con này chắc là sẽ hoa rất đẹp, rất là gầy nhưng mà rất là xanh. Vâng, gộp đơn này. Gầy ơi là gầy, con này thì gầy ơi là gầy nhưng mà xanh ơi là xanh. Đây nha mọi người. Xanh bằng rau muống chưa? Gầy ơi là gầy nhưng mà xanh ơi là xanh. Con này chắc là sắp hoa rồi, dài khoảng 20cm nhé. Dài khoảng 20cm. Đấy. Gầy lắm, gầy giống như kiểu là năm cánh trắng Phú Thọ ấy. Gầy lắm, gầy ơi là gầy luôn. Đây con này, đây thân già của nó đây mọi người nhìn này. Em mạng lát qua không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì ai. Anh thử vào xem có nhìn thấy không. Anh cho trước số điện thoại. Anh Lưu Luyến ơi, anh có chốt con này 250k không? Anh đặt trước rồi chốt luôn. Ok anh Nam nhá. Cộng 250k. Ok anh Nam này. Nhòe, chốt số 8 cho anh Nam. Mọi người chờ tí nhá, mạng nó làm sao ấy. Ừ. Lên tiếp con xanh đây ạ, mọi người có vẻ thích xanh. Em chốt đơn đấy rồi nhá. Tiếp tục lên một con nữa cũng xanh này. Con này xanh còn kẻ chỉ nhá mọi người. Con này xanh còn kẻ chỉ luôn. Con này xanh còn kẻ chỉ luôn. Ok chưa? Đây nhá. Thân già đây ạ. Thân già gãy mất rồi này. Thân già đây. Áo lụa rất là trắng luôn. Đấy. Con này em chốt 250k luôn. Mạng có vẻ yếu yếu kiểu gì ấy. Ôi đang live bằng wifi. Tự động. Rồi, xin lỗi mọi người nhé. Nãy giờ mạng yếu bởi vì em chốt bằng em live bằng wifi. Đây, anh Thưởng Lê chốt con này ạ. Anh Thưởng Lê chốt con này đúng không? Ok anh Thưởng Lê nhá. 250k cho anh Thưởng Lê này. Em nhìn thấy anh Thưởng Lê chốt trước. Mọi người thông cảm cho em bởi vì là nhiều khi ấy, cái mạng với cả mạng của mọi người với mạng của em nó cứ bị không đồng nhất ấy. Anh Thưởng Lê số 12. Chốt không nhìn thấy. Anh Kiên ơi, em bây giờ em mới nhìn thấy anh Kiên đây này. Mạng của em nó bị dở hơi đấy. Còn mấy con xanh sạch nữa cho nên mọi người cứ bình tĩnh. Tất cả cái này đều bị xe đấy nha.
được ba bó. Đây ạ. Tiếp tục một kiến nữa này. Tiếp tục một kiến nữa. Con này thì xanh sạch vừa vừa. Con này thì xanh sạch vừa vừa. Đây, còn một tí chấm ở đây. Cổ lá cũng không có ngấn đâu. Cổ lá cũng không có ngấn, nhưng mà em không biết là cái chỗ này là nó bị xước hay sao. Chào anh Lương Tùng. Đây. Có một tí chấm, có một tí xíu 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 thôi ạ. Đây. Xanh khoảng tầm hơn 90% nhé. Mạng hôm nay yếu. Em lúc nãy là em bị like bằng 3G. À like bằng wifi, em chuyển sang 3G rồi. Có cái gì đồng nhất đâu em. Đây, con này em chốt 200k này. Con này em chốt 200k nhé. Con này nó vẫn còn chấm tím một tí. Anh Huy Hải chốt con này à? Không nhìn thấy gì luôn. Không nhìn thấy gì luôn à? Ôi trời ơi. Bây giờ nhìn thấy chưa anh? Kiến năm mấy vậy em? Anh ơi, cái này chắc 53 rồi anh ạ. Cái vì cái này nó là cây ở rừng mà. Đây mọi người có thể nhìn nhá. Em ở Hà Nội ạ. Anh Thưởng Nguyễn chốt luôn con này 200 ạ. À? Ok anh Thưởng Nguyễn nhá. Anh Thưởng Lê cộng với 200k. Anh Khiêm ơi, anh Khiêm muốn cây như thế nào để em chốt cho anh Khiêm? Anh Thưởng Lê chốt 12. Bây giờ em mới nhìn thấy anh Khiêm luôn ấy. Vâng. Tiếp tục một con nữa này. Tiếp tục một con xanh nữa này. Có hả? Đang 4G luôn này mà vẫn like không được. Không, vẫn like được nhưng cái máy này có bao giờ không? Webcam mà. Thế á? Tiếp này, tiếp một con xanh nữa. Cái máy này có bao giờ không? Tiếp một con xanh nữa 200. Hiện tại cái máy này có bao giờ không? Còn xanh sạch chọn anh cơ, hiện tại máy đấy không có 3G đâu. Con này 200k nhá, xanh bình thường xanh khoảng hơn 90% thôi. Anh Kiên để em chọn cho anh Kiên một đơn này. Ai muốn em chọn đơn thì mọi người có thể nói. Đây 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 đây. Bây giờ nó không còn xanh tuyệt đối nữa rồi. Rồi ok, em chốt cho anh Nguyễn Chí Thanh 200k nhé. Số 11. Chắc là mạng nó bị gián đoạn, mọi có người không chốt được, mọi người dỗi kìa. Vâng, anh Cảnh Việt chờ em đi, anh ơi chốt cho anh với chị Thanh số 11 cho em. Lên ma bó tím ạ, còn em chọn cho anh Kiên một đơn nhá. Anh Kiên ơi, chốt cho anh Kiên rể này nhá. Chốt cho anh Kiên rể này này. Thân mẹ, thân con gì đó đều xanh nhá. Cho anh con tím, dạ vâng. Chốt cho anh Kiên 250k này. Em xem lại mạng đi. Hay là em like lại nhỉ? Anh Kiên. Anh Khiêm ơi, anh Khiêm thử thoát ra vào lại xem nào. Anh Khiêm xuống đây. Đấy là anh Kiên số 13. Đây, ai thích con tím thì để em lên con tím nha. Đây ạ. À. Khi này nó có được không? Mà không biết. Được anh ạ. À. Mọi người thử thoát ra vào lại xem nào. Đây em chốt cái đơn này. Đây mọi người có thể nhìn thân già nhá. Hai con kiến ạ. Nhiều người quá. Mạng em ok mà. Sát thủ hoa hồng thế ạ. Nó ẩn comment thôi. Vâng, Facebook dạo này nó hay ẩn comment lắm. Em chọn cho anh con đẹp rồi. Vâng. Con này hai con tím này. Hai con tím này. Mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy thân lá chưa? Nhìn thấy con tím này chưa? Ok chưa? 300k cho nguyên dề này nhá, mọi người nhìn này. Đây, thân mẹ của nó đây. 300k cho nguyên dề này nhá. Em ơi, Hùng Mít ơi, 100. Anh được hai đơn rồi, anh Thưởng ơi. Hai cây rồi. Đây mọi người nhìn này. Thế này đủ tím chưa? Thân già ở rừng đây. Rồi ok, em chốt cho sát thủ hoa hồng nhá. Sát thủ hoa hồng cho em xin tên thật với cả địa chỉ với. Anh Cảnh Việt ơi, anh chụp ảnh cây của anh Kiên cho anh Kiên rồi em. Ok anh Kiên, để em gửi ảnh cho anh Kiên nhé. Anh sát thủ hoa hồng cho em địa chỉ với ạ. Anh Kiên vui ra em. Vâng. Anh Kiên Nguyễn Văn Kiên ấy, anh ở Tân Lập ấy.
Đây. Em lên tiếp hai con này, mọi người nhìn thấy lá của nó cũng tím luôn nhá. Lá của nó cũng tím đây. Cây của nó, cây mẹ của nó ở rừng đây ạ. Đấy, hai con này. Hai con này em chốt 300k. Hai con này em chốt 300k nhá. Em không biết nữa. Lá tím luôn. Tí nữa em chụp gửi hình cho anh kia luôn nhá. Hai con này này, mọi người có thể nhìn thấy cái thân, nhìn thấy cái lá của nó này. Tím luôn. Hai con này cũng 300k luôn. Anh sát thủ hoa hồng cho em địa chỉ nhá. Hai con này 300k này. Đây em có mấy con thôi, bán nhanh. Đây còn một con xanh sạch nữa. Ai mà chưa được xanh sạch thì em bán luôn cho này. Mặn không nhìn thấy gì. Rồi ok anh sát thủ hoa hồng nhá. Anh ở Hải Phòng cho anh một thân màu tím. Anh Nam ơi, anh Nam chốt đơn này đi. Anh Nam chốt đơn này 300k đi anh Nam này. Ok không, hai con này 300k nhá. Hai con này 300k, anh xem có cái nhỏ nhỏ nào tặng cho mọi người cái nhỏ nhỏ luôn. Cái này. Có mấy con á, nó nhỏ xíu xíu luôn, chốt xanh sạch luôn à. Đây em còn một cái con này hai mầm xanh sạch nhá. Hai mầm xanh sạch này, anh nhìn thân già. Anh Thắng Nguyễn Văn có chốt đơn này không? Hai con này em chốt 300k nhá. Rồi ok em chốt cho anh Nam Nguyễn hai con này 300k này. Anh Thắng Nguyễn Văn ok đơn này em chốt cho anh 300k nhá. Cái thân này còn chưa sổ hoa đâu này. Chốt rồi đơn anh ạ. Em chốt rồi anh Nam ơi, em bán rẻ lắm rồi anh ạ. Anh Nam chốt tiếp 300k. Hiếm khi mới có hàng này luôn. Hàng giả hạt lai gieo hạt thì em đầy đây này. Anh Nam này, anh Nam số 8. Anh Thắng ơi, anh Thắng ok đơn hai mầm xanh này thì em chốt cho anh 300k nhé. Đây anh có thể nhìn cái thân mẹ của nó đây ạ. Cái này về mọi người sổ số mặt hoa 100% luôn. Anh Thắng ok đơn đấy thì anh Thắng chốt. Rồi. Ai thích thân tím thì em lên tiếp một đơn 3 con tím này, một con này, hai con tím này. Ok, ok anh nhé, em chốt cho anh 3 con tím này. 3 con tím mà có một con hơi nhỏ, con nhỏ này nhá, con nhỏ này nhưng mà tím ngắt luôn. Đấy, 3 con này. 3 con này 300k. Ăn cơm. Rồi ok, chốt cho anh Thắng số 1 300k. Anh ghi tên vào cho mọi người, không đến lúc về mọi người nhầm á. Đến mình không cẩn thận còn phải nhầm á. Đây. Ba con này nhá, ba con thân tím này em chốt 300k này. Con này nhỏ mang tính chất là tặng luôn. Nhỏ nhưng mà 53 rồi đấy nha mọi người. Vâng, ai em cũng ghi tên cho mọi người hết ạ. Đây mọi người có thể nhìn lá của nó đây ạ. Mọi người có thể nhìn lá của nó nhá. Nó rất là nhỏ như này nhưng nó đã ở rừng 3 4 năm rồi đấy. Đây mọi người có thể ngắm cái giò tam bố thân đỏ của em này. Lúc nó về nhà em nó cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi, thân nó cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi. Mà bây giờ em về em chăm nó lên như thế này thì mọi người nhìn thấy nó có khủng không? Quá khủng, đang xuống lá chuẩn bị cho hoa Tết nhá. Cây tam bố này. Phi 35 luôn đấy ạ. Anh ơi, có anh sát thủ hoa hồng ơi. Kiến này nó toàn kiến 53 54 rồi đấy anh. Nó nhỏ thế này thôi nhưng về anh chăm là sang năm có hoa đấy. Đang sạc nhanh chưa? Không biết. Thôi kệ đi. Cái pin sao? Ô chưa sạc, chưa vào đâu. Hello. Đây ai chốt 3 con tím này 300k này. Tím ngắt tím ngơ luôn đấy ạ. Tím ngắt tím ngơ luôn. Bây giờ gọi con nghe không? 3 con 300k nhá. Đấy ai thích tím thì em sẽ bán tím cho. Vẫn chưa sạc được. Vẫn chưa vào điện. Chào anh Thúy ạ. Em chào anh Thúy. Tím thì được rồi. Được không? Rồi ok em chốt cho anh Tiến Tùng nhá. Anh sát thủ Á Hồng ơi, em nói thật là em chỉ có lời được một xíu xíu gọi là công đóng hàng thôi chứ không có lời nhiều đâu. Hình nhòe quá, mạng chán quá ạ. Anh kêu mạng chán thế này chết rồi. Ok anh Tiến Tùng nhá, em chốt cho anh ba con này 300k. Anh Tiến Tùng cho em số, em cho em địa chỉ với.
Dạ vâng, anh Tiến Tùng nhé, ba con tím này. Anh ơi, số 15 cho anh Tiến Tùng. Em chào anh quý bá fan. Em lên tiếp một đơn tím nhé. Đây con này, mọi người có thể nhìn lá này. Mọi người, cái lá này không phải vàng đâu nhá mọi người. Cái lá này không phải nó vàng đâu nhá, nó tím đỏ ra luôn ấy. Hình nhòe quá à, sao ấy nhỉ? Chán ghê vậy đó. Đây, ba con tím tiếp. Ba con tím tiếp, 300k tiếp nha mọi người. Ai thích ba con tím 300k tiếp ạ? Cái con nhỏ nhỏ này em mang tính chất tặng thôi trước chứ không tính tiền đâu. Đây con này rất là tím luôn này, nhưng mà nó nhỏ quá, lấy tiền không có đành, cho nên là tặng kèm vào cho mọi người. Một con kiến này em bán 150k nhá. Đó, một con kiến này em bán 150k này, còn con này là em tặng. Giờ lại được rồi. Chắc là do mạng đấy anh ạ. Em like bằng 4G mà sao nó vẫn chán đấy. Không anh ơi, cái kiến đường này nhanh lên lắm, kiến đường này nhanh lên lắm nhá, không có lâu đâu. Đây cho mọi người xem là cây rừng về em thuật lại này, lên mầm chi chít luôn, lên mầm chi chít luôn mà nú luôn. Ok anh Cảnh Việt chốt 300k nhá. Đây em chỉ có bán hai con này thôi nhá, còn con này là em tặng nhá, bé quá lấy tiền không có đành, ngại lắm. Ok anh Cảnh Việt cộng 300k luôn này, số 3 cho anh Cảnh Việt. Vâng anh Đức Hoàng ơi, ma bó mà nó nhỏ lắm. Anh số 3. Đây tiếp này. Số 15 ạ. Số 15 là anh Tiến Tùng 3 con. Thân xanh thì như không còn đâu anh ạ, bây giờ chỉ có thân tím lá tím thôi. Vâng. Lên tiếp hai con nữa này. Lên tiếp hai con thân tím lá tím này. Lá tím nha mọi người. Anh Đức Hoàng chốt lên một đơn hàng rừng đi anh Đức Hoàng ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy ở rừng cái đầu của nó rất là nù đây này. Đấy. Hai con này. Hai con này em cũng chốt 300k nhé. Tặng thêm một con nữa đi. Tặng thêm một con nữa cho nó nhanh lớn nào. Đây. Đây con nào mà tặng cơ. Mới chơi nên chả biết. Ok anh Tiến Tùng nhá. Đây tặng thêm một con này nữa nhá. Một con này thì xanh ạ. Con này thì sạch nhá. Đơn này em tặng thêm một con sạch này. Hai con này 300k tặng thêm một con sạch. Đơn này 300k nhá. Ai chốt nhanh thì được, em còn 2-3 đơn nữa thôi. Còn 2-3 đơn nữa. Đơn này là 300k này. Anh đổi 300k sang đơn này được không? Dạ được anh. Anh ơi, anh đổi cho anh ý sang đơn này. Ồ anh Trần Thái Phúc ơi, em lại đổi cái đơn này cho anh Tiến Tùng rồi. Để em lên một đơn khác xem anh Trần Thái Phúc có ưng không nhá. Để em lên một đơn khác xem anh có ưng không. Một con này. Một con này. Anh Tiến Phúc em lên đơn khác xem anh có ưng không. Một con. Hai con. Cũng tặng thêm một con luôn. Chị Huyền Nguyễn hay anh Huyền Nguyễn Nguyễn ơi, anh chụp ảnh cho anh Kiên đi. Em đổi cho anh rồi. Em đổi cho anh rồi anh Cảnh Việt ơi. Em bảo là em lên đơn khác. Em bảo là em lên đơn khác xem là anh Trần Thái Phúc có ok đơn khác không. Em lên một đơn khác nhá. Đây. Con này một đơn này, con này xanh này. Đơn này lộn xộn nhá. Con này xanh. Con này xanh, con này tím ạ. Hai con tím một con xanh nhá. Đây con tím này tặng luôn này. Đấy, hai con tím một con xanh, con ba con này 300k. Facebook của anh ấy. Em hết núi chúa rồi nhá, em chỉ có mỗi ba dề núi chúa em bán hết rồi. Anh ấy tên là Kiên Nguyễn Văn Kiên ấy. Kiên cách Nguyễn Văn Kiên. Em hết núi chúa rồi. À đúng rồi, em đổi cho anh Cảnh Việt ấy, em đổi cho anh Cảnh Việt. Ok anh Trần Thái Phúc nhá. Anh Trần Thái Phúc cho em xin đổi cho anh ơi, cái lúc nãy là đổi cho anh Cảnh Việt ấy. Bỏ lại rồi đúng không? Anh Cảnh Việt số 3 ấy. Em đổi rồi, đổi lại rồi nhá anh Trần Thái Phúc.
không cả kịp chốt. Đây ok anh Trần Thái Phúc này, chút nữa em còn có cả cây gieo hạt giả hạt 6 mắt nhé, cây giả hạt lai 6 mắt, hàng rất là hot luôn. Ok anh Trần Thái Phúc ạ. Nói trước là hàng rừng này về nó sẽ không như là cô gái 18 đâu nhá mọi người, nhưng mà mọi người chăm nó cực kỳ nhanh đẹp và nhanh lên. Bởi vì là giống như kiểu con nhà nghèo ấy, ở rừng nó không có được ăn nhiều dinh dưỡng, ở rừng nó không được ăn nhiều dinh dưỡng, nhưng mà về mà cái này là xổ số nhá mọi người, hoàn toàn có cơ hội này. Chứ không như là hàng kỳ thì nhiều khi cũng có nhiều người người ta cứ nói là chưa biết mặt hoa. Số 16 anh chốt cây. Anh Trần Thái Phúc, em cảm ơn anh Trần Thái Phúc nhé. Có cho anh không? Anh Huy Hải ơi, đã thấy anh Huy Hải chốt gì đâu. Anh lấy ba đơn ba loại rồi đó, inbox anh ảnh kênh nhé, anh inbox địa chỉ hoặc anh qua lấy. Dạ vâng anh Cảnh Việt nhé, anh thế nào inbox hay là cái gì thế nào cũng được luôn ạ. Anh alo một cái đi anh Cảnh Việt. Đây em lên tiếp một đơn này là đơn xanh nha mọi người. Đơn này là đơn thân xanh nhé. Đây con này chuẩn bị hoa mọi người nhá. Con này chuẩn bị hoa này. Anh Trung Thiên Vũ. Ok anh Trung Thiên Vũ. Anh ơi, anh đưa cho em cái đơn. Chào em cô gái tháng 12. Dạ vâng anh Xuân Thu, em cảm ơn anh nhé. Sao anh biết em cô gái tháng 12 vậy? Anh Trung Thiên Vũ số 6. Nhớ giữ cho anh giả hạc 6 mắt nhé. Dạ vâng, đưa để anh ấy xem á. Cây của anh đẹp lắm anh Trung Thiên. Số 6 đây đúng không? Anh Trung Thiên ơi, đây ạ. Cây của anh đây nhá. Cây của anh chuẩn bị hoa rồi nha anh. Đang nứt hạt gạo đây này. Trước kia chuẩn bị 5 lần rồi đấy. Chắc mạng bị ẩn đấy anh ạ hả? Anh Kiên là 250. Đây anh Trung Khiên ơi, anh có chụp ảnh không? Cái này thì dài được khoảng 50cm nhé. 50cm. Anh này. Anh Xuân Thu dặn em mấy cây ấy nhỉ? Anh Xuân Thu dặn em mấy cây. Em lên tiếp một đơn xanh sạch nhé. Cây này chuẩn bị có hoa. Cây này áo lụa rồi nhá. Cây này xuống lá áo lụa chuẩn bị hoa rồi nhá. Đấy, cái này thì dài được tầm cậu không có con nào tím dài đâu anh ạ. Đấy, cây này. Cây này với cả hai cây này đi. Cây này với cả hai bụi này nhá. Hai bụi này. Một bụi này hai cây này, đấy. Đơn này em chốt 300k này. Đơn này em chốt 300k nhá. Tuyệt. Quá đẹp luôn. Đây, đơn này em chốt 300k luôn, con này xuống lá rồi nha mọi người. Mọi người có thể nhìn cái áo lụa của nó này, rất là trắng luôn. Đơn này em chốt 300k nhé. Hàng gọi là quá hiếm quá hot luôn. Đẹp thì em cũng chả biết thế nào đâu, nếu mà nó đẹp theo cái kiểu rừng rú. Nó đẹp theo cái kiểu rừng rú. Ok, anh Trần Thái Phúc nhá. Cây núi chúa to đấy giá bao nhiêu vậy? Em bán là 400 bao nhiêu nhỉ? 450k anh ạ. Anh Trần Thái Phúc chốt góp đơn, ok anh. Ba cây ngọn đẹp, inbox messenger nhé. Ok anh Xuân Thu. Đây, cái này chốt góp đơn cho anh Trần Thái Phúc này. Vâng, anh Xuân Thu. Đây, cái cây lai đấy thì em có 2.000 cây cơ, nên là mọi người cứ chốt thoải mái. Đây, em lên tiếp một đơn. Còn một đơn thân tím và một đơn thân xanh nữa là hết nhé. Em ở Hà Nội ạ. Em lên một đơn thân tím này. Một đơn thân tím, ba con thân tím này. Mọi người có thể nhìn thấy thân già, tuy nó bé như này ở rừng đến năm thứ 5 rồi đấy. Ba con thân tím, ai thích thân tím nữa thì chốt thân tím này. Mọi người có thể nhìn thấy lá tím này. Thấy chưa? Lá tím nhá. Toàn bộ lá là tím thân này. Thân như màu huyết nhung luôn. Đây. Tiếp tục đây. Lá đây mọi người nhìn lá nhá. Em đảm bảo chuẩn rừng là 100%, 1000% mà mọi người có thể nhìn cái bộ rễ của nó mọi người, và cái thân già của nó mọi người cũng có thể biết rồi. Đấy, ba con thân tím này em chốt 300k luôn này. Cái gì vậy? Ba con thân tím này em chốt 300k nhé. Và em còn một đơn thân xanh cuối cùng này. 2 3 4. Đây, em chào anh Trần Biên. Còn một đơn thân tím này 300k. Ai thích tím nữa thì chốt đơn này 300k này. Quá là đẹp luôn. Chốt dồn đơn. Ok anh sát thủ hoa hồng nhá.
Anh ơi, anh chốt cho anh sát thủ hoa hồng số 14 cho em này. Em còn một số con thân xanh nữa, em chốt luôn vào một đơn luôn nhá. Em chốt luôn một đơn luôn. Một con này. Một con xanh này. Chưa? Một con xanh này. Dạ vâng, ok anh Tiến Tùng nhá. Hai con xanh này. Hai con xanh này. Ba con xanh này. Đây đây, cụm này là bốn con đấy nhá, cụm này là hai, à đây, ba con này. Bốn con này. Bốn con này. Đó. Năm này. Xanh trong xanh lọc luôn. Đấy. Năm con này. Đây, sáu con này, hai cái kia nhá, sáu con. Còn cái gì nữa, một cái thân xanh nào nữa không? Tặng cho mọi người một cái nữa, em chốt đơn này 500k luôn. Đấy, tất cả chỗ này nhá. Tất cả chỗ thân xanh, lấy thân xanh thôi nha mọi anh. Đây, tất cả khoảng 6 thân xanh này. Thêm một thân xanh nữa đi. Tặng thêm một thân xanh nhỏ nữa này. Tặng thêm một thân xanh nhỏ nữa. Tặng thêm một thân xanh nhỏ nữa. Đơn này 500k luôn này. Anh lấy cho em một cái kia nhỏ nhỏ nữa đi. Để tặng cho anh ấy, anh sát thủ hoa hồng. Ok, anh sát thủ hoa hồng nhá. Nhưng mà nó em tặng cho anh một cái ấy, nhưng mà bây giờ em chỉ còn cái nhỏ xíu xíu xíu. Không phải là... Anh xem núi chúa, em hết rồi anh Tân ơi. Em bán hết núi chúa rồi anh ạ. Đây nhá, em tặng cho anh sát thủ hoa hồng nhá. Số 14 này. Đây còn một đơn xanh cuối cùng này, 500k cho đơn xanh cuối cùng. Ai chốt đơn này là quá là yêu thương luôn. Anh 14. Đây, cho mọi người xem lại nhá. Ok anh, một con này. Con này được khoảng 8 sen. Đấy. Thân già đây ạ, thân già này. Đó. Hai con này. Mọi người có thể nhìn thấy cái độ xanh của nó chưa ạ? Hai con này. Về mọi người ghép một chậu xanh sạch luôn. Mà những cái gốc này nó đẻ mầm nhanh lắm, bởi vì nó có sẵn cái gốc này ở đây mà nó khỏe hơn là những cái kia rất là nhiều. Ba con này. Nhìn một con nó có cả những cái thân mẹ để nuôi dưỡng nó sẽ tốt hơn một cái kia để hết là rất là nhiều luôn, mà trong khi một cái kia người ta cũng đã bán 150 rồi. Ba con này. Bốn con này. Được chưa? Mọi người nhìn thấy độ xanh chưa? Bốn con nhá. Đây. Thân này hai cái kia luôn này. 5 này. 6 này. 400k góp đơn cho anh đi. Rồi. Ok. Ok nhá, 400. Em ship bill anh ạ. Anh Việt Lê chốt 400k luôn hả? Ok, em góp đơn luôn cho xong này. Hết. Đây. Ờ, anh Thắng Nguyên Văn chốt xong rồi. Rồi ok, em góp đơn luôn. Anh Thắng ơi, em lại chốt anh Nguyễn Chí Thanh 200 cộng 200 thôi. Em chốt cho anh Việt Lê có 400k rồi. Đấy, mọi người chẳng trả lời sớm. Làm em chốt có 400k thôi. Anh Việt Lê số 4 này. Số 4 à? Vâng. Ok, em chốt cho anh Việt Lê rồi nhá. Ok. Thôi không sao, 100k nó cũng không không có là bao cả. Chúc cho anh sẽ là sổ được những cái bông hoa đẹp nhá. Như thế là vui rồi, còn 100k thì thật ra nó không đáng là bao. Anh Thắng ơi, anh Thắng chốt sau anh Việt Lê, mà anh mà chốt trước thì em phải chốt cho anh để lấy 500k chứ. Đâu, anh Thắng chốt sau anh Việt anh chốt 400k, em đồng ý chốt rồi. Bây giờ anh Thắng Nguyễn Văn. Anh Thắng Nguyễn Văn. Anh ở Hà Nội. Vâng, anh sát thủ hoa hồng. Anh Thắng Nguyễn Văn á? Ừ. Anh Thắng Nguyễn Văn, anh ấy có địa chỉ trong inbox rồi. Quên mất rồi. Sao? Sao lại lấy 500k, không phải anh Quyền đi ship không? Không phải. Anh Quyền đi ship không nên làm được. Là anh Tuấn. Thế sao anh một con đi. Anh ơi, hết mất rồi. Hết mất rồi. Hết mất hàng rừng rồi. Có bằng ý thôi. Hả? Số 4 là anh Việt Lê à? Số 4 là anh Việt Lê. Hết mất rồi, bây giờ em sẽ bán sang hàng 6 mắt nhé. Chào anh Nhật Trịnh Công, em sẽ bán sang hàng like 6 mắt ạ. Hàng like 6 mắt này. Đây, anh cho em mượn cái điện thoại. Tâm bố... Công Vinh ơi, tâm bố hôm nay hàng rừng em ạ, mà có mỗi 4 kiến thôi. Mọi người chốt trước hết rồi, em vào sau rồi.
gọi là chị năm nỉ, cái người mà chị hay lấy hàng trong Lâm Đồng ra bán ấy. Em chào anh Trang. Anh Trang hôm nay có hàng rừng mà anh vào muộn thế, em bán hết rồi. Đây, em bán tiếp cái cốc này là cốc gieo hạt nhé. Cốc gieo hạt nhưng mà mặt hoa độc quyền, hàng của Học viện Nông nghiệp nhé. Không phải là hàng Thái, cũng không phải là hàng Đài. Mà cặp like này trên thị trường cũng chưa có ai like nhé. Cặp like này trên thị trường cũng chưa có ai like này. Mọi người có thể nhìn thấy cái ảnh độc quyền của lan rừng lá nhỏ nhé. Cái cây trầm 6 mắt này thì rất là nhiều. Hết ba bố rồi anh Trang ơi, có 4 cây. Chị quên mất, ôi Công Vinh ơi, chị quên mất, sorry em. Đây còn một giò này, đây còn một giò này. Ai mà thích giò ba bố thân đỏ này thì em chốt cho này. Nụ nhá. Dặn từ ngày trước rồi mà, thế chắc chị quên đấy. Để hôm sau, bao giờ mới dạy, bây giờ mới dạy em ơi đấy. Đây con này này đấy, 4 mầm nhá, 4 mầm. Thân đỏ, một cụm thân già luôn, hàng rừng ạ. Hàng rừng 100% nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn thấy thân nụ đỏ này. Đấy, đang xuống lá mọi người nhá, đang xuống lá có nụ rồi. Cái này là sẽ là hoa xuân nhá. Mai mới gửi cho anh nhé. Dạ vâng, đây. Ai thích cái giỏ này thì em sẽ bán cho này. Thân đỏ, lá đỏ này. Đấy. 1 2 3. Đây bên này đang lên một mầm nữa. 4. 4 nhá. Đấy, 4 mầm này. Mọi người có thể nhìn thấy cái mầm nó lên này. Tam bố thân đỏ đây mọi người nhìn đây. Đấy. Dạ. Anh Nguyễn Chí Thanh hủy đơn à? À đây, thế em còn một đơn đây, anh Nguyễn Chí Thanh hủy đơn đây. Em bảo bù cho anh 100 nghìn, hoặc là anh bù cho anh một cái cây này. Mà anh bảo là... Dạ, năm nay mấy hoa anh thưởng ơi. Mà anh bảo là... Năm nay mấy hoa anh ạ? Là... Anh bảo sao? Anh hủy, anh bảo không khỏi cần bù. Là sao? Ý anh là sao? Cây của anh là sao nhỉ? Anh bị hai cây nó hàng to này, hai mầm đấy một mầm. Hàn bán 180.000, mấy mà bù 100.000 rồi anh muốn gì nữa? Thì bù cho anh ấy 200.000. Hỏi bù luôn, không thích bù thôi. Có cái gì đâu mà căng thẳng đấy. Em chào anh Khánh ra, anh ấy không lấy nữa à? Không lấy nữa, anh nghĩ anh là đơn mấy cây? Hai cây, hai đơn 200. Thế thôi, vậy gửi lại tiền anh ấy cái cây đấy vậy. Anh Tuấn Phan 250k. Một cơm đi. Đây là của ai? Đây là của ai? Đây, em còn một con một anh chị Thanh anh ấy hủy đơn thì bây giờ em còn một đơn này, ai thích thì chốt nhá. Đây một kiến này ạ. Kiến này kiến xanh sạch nhá. Kiến này kiến sạch ạ, một kiến sạch và một kiến tím này. Một kiến sạch và một kiến tím nhá. Một kiến sạch và một kiến tím. Đấy. Đơn này là em chốt mỗi kiến 200k một kiến. Không nhớ nó 180 200 gì á. Đây, anh Chí Thanh anh ấy hủy đơn này. Thế gửi lại tiền cho anh đi. Chuyển khoản cho anh đi. Chào thân nụ. Chào anh Nguyễn Văn Tuấn ạ. Đây, cây này thân tím này. Cây này thân sạch này. Mọi người có thể tự ngắm nhá. Thân tím, thân sạch. Đấy, đơn này em chốt 400k này, ai chốt nó đơn này. Ai chốt lại đơn này này. Hàng rừng 100% nhá, mọi người có thể nhìn thân già của nó đây ạ. Cây bán 180.000 để một mầm lên. Thân già năm cũ của nó đây ạ. Cây hai mầm bán 180.000 để một mầm lên 100.000, thế giờ còn cái gì nữa? Để tụi rỗi. Đây ạ, đơn này em chốt lại 400k này. Ai thích xanh thích tím mà chưa chốt được thì có thể chốt này. 400k đơn này nhá. Thôi. Nào. Thôi gửi lại cho anh ấy 200.000 đi, bảo anh ấy gửi lại cây. Anh gửi lại tiền. Anh ơi, kiến này là kiến ma bó, lúc nãy anh chị Thanh anh ấy chốt nha, thôi anh nóng với anh làm gì mình. Bây giờ anh hỏi em bây giờ cây 180.000 hai bầm rễ một bầm đền 100.000 thì anh có muốn gì? Thôi nào, anh mình người bán hàng mình phải chăm sóc mọi người đến nơi đến chốn chứ chẳng may nó gãy có ai muốn đâu. Bây giờ thôi anh xin lỗi anh nghe câu đi, rồi mình gửi lại tiền cho anh ý. Anh không nên như thế. Đây ạ, cây này cây tím ma bó nhá, cây tím ma bó. Còn cây này cây sạch nhá, cây này cây sạch nhá. 400k chị Huyền Nguyễn ơi, em bán rẻ lắm rồi ấy chị ạ.
không có ai bán ma bó như thế này luôn, mà em số lượng cũng không có nhiều. Khổ. Rồi anh Thanh mà có đang xem live thì chút nữa em sẽ nói chuyện với anh sau nhá. Anh thông cảm. Đây. Cái này không phải là lá nó bị vàng đâu mọi người nhá. Lá nó đỏ ra luôn đấy ạ. Ai chốt đơn này 400k lại cho em này. Một con này xanh nhá. Ok chưa, mọi người có thể ngắm này. Đấy, con này thì tím này. Tím hết nhung luôn. Ok, giao lưu em. Ok, anh Huyền Nguyễn nhá. Anh cho em số điện thoại địa chỉ. Anh hay chị em không biết nữa. Không biết là em gọi đúng hay hoặc gọi sai nữa cơ. Đây còn con xanh chạc này đây. Bù cho con xanh chạc này còn không muốn. Ok. Anh Huyền Nguyễn này ok, giao lưu là ok 400k nhá. Danh sạch này của ai đây? Anh bù cho anh ông Nguyễn Chí Thành nghe. Tôi không muốn. Con dọa đang đi chợ xong người ta giải quyết nào, đang xem người ta giải quyết thế nào. Rồi ok anh Huyền Nguyễn nhá. Anh Huyền Nguyễn 400k này. Ôi. Số 17. Anh cho em xin địa chỉ anh Hải Anh ơi, anh chốt xong rồi. Đây em còn một con sạch này. Còn một con sạch này bán nốt 100k nhé. Con này thắt ngọn rồi mọi người ạ. Con này gầy, gầy mà lá tre. Gầy mà lá tre nhé. Em chốt 100k luôn à. Giò to hả anh? Giò to hả anh gì nhỉ? Anh Quyền. Giò to 4 mầm nù ú ú ú này nhá. Nù lắm luôn ấy. Đấy. Rồi ok anh Tiền Giang TN nhá. Anh Tiền Giang TN chốt nốt 100k này. Ok anh. Anh Ken ơi, chết rồi, anh Ken lại chốt sau rồi. Anh Tiền Giang trên TN số 9. Giò to này anh Thành bán bao tiền đấy? Giò to cả bụi thân già này, nguyên giò bán 7 triệu rưỡi nhá anh nhá. Dạ 7 triệu rưỡi anh sát thủ Hoa Hồng ơi. Siêu nù anh nhá. Chốt gộp đơn ạ. Em chốt rồi ạ. Bây giờ em sẽ bán sang dòng mà. Em nghĩ là anh không nên nóng như thế. Thêm vào số 9. Số 9 là của anh cái gì ạ? Tiền ra à? Vâng. Đây ạ, em sẽ ai thích cái giò nù đấy thì em bán 7 triệu rưỡi nhá. Có bớt cho ai mà thật sự thiện chí ạ. Đây bây giờ em sẽ bán sang cái dòng gieo hạt này, cũng là một, tuy là gieo hạt nhưng mà cũng là một cái dòng gieo hạt hot, không phải là của Thái, cũng không phải là của Đài, mà là cây của Học viện Nông nghiệp mới gieo, mới live ra nhá. Đây mọi người có thể nghe em tham khảo hai cái mặt hoa này. Đây cái mặt mạng lác rồi em ơi, lại mạng lác à. Nóng là bỏng đấy em ơi. Khổ lắm thôi ấy. Thôi anh đi uống nước đi. Mọi người đang kêu nóng là bỏng đây. Vâng. Phải bình tĩnh chứ anh. Ok anh Huyền Nguyễn nhá. Phải bình tĩnh trong mọi tình huống chứ. Nóng lại không giải quyết được vấn đề gì cả. Đây mọi người nhá. Cây cánh trắng mắt tràn phân thùy này. Cây cánh trắng mắt tràn nhưng mà lại mắt phân thùy nhá. Like với cây 6 mắt. Like với cây 6 mắt thì mà với cái sự like tính trạng là bản thân cái cây mẹ là cây cây cánh trắng 6 mắt này, nó đã có hai mắt phân biệt rõ ràng, nó sẽ like với cái mắt của cây trầm 6 mắt này, mắt của cây 6 mắt này để ra một cái cây like là cây để ra một cái cây like là cây giả hạc 6 mắt, để là ra một cái cây like là cây giả hạc 6 mắt này. Đó, thì cái cây giả hạc 6 mắt này hiện nay nó đang là một cái cây rất là hot trên thị trường nhá. Một ki thì nó sẽ rơi vào tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu tùy ki to hay ki bé cho cái dòng giả hạc 6 mắt này. Nó là một dạng đột biến theo hướng là dị biến ấy ạ. Đột biến theo hướng là dị biến thì nhà em tách giò tam bố. Chắc là cái đấy bán nguyên giò thôi em ạ. Chắc là cái đấy bán nguyên giò đấy. Ai mà thích tam bố thân đỏ thì có thể chốt cái này về. Đấy. Đây
lai ra quả như này nhá. Sau khi mà lai ra quả như thế này, lai ra quả như thế này thì sẽ đem đi, khi mà cái quả nó tách ra thì mình sử dụng cái hạt này này, sử dụng cái hạt này đem đi gieo trong môi trường phòng thí nghiệm, xem môi trường phòng, trong môi trường phòng thí nghiệm để cho nó ra được cây con và trồng cây con lên như thế này. Đấy, cây thì rất là nhiều mầm luôn nhá, cây rất là nhiều mầm, một chậu 2-3 mầm luôn ạ, một chậu 2-3 mầm luôn nhá. Đây, một chậu 2-3 mầm. Nhiều người muốn tách kìa chị. Em ơi, cái giò này mà tách ra thì nó xấu em ạ. Tại vì là nó chung mẹ. Mọi người ơi, cái giò này không tách được đâu mọi người ạ. Nó chung gốc mẹ. Nó là nguyên một dề ở rừng về mà. Nó là nguyên một dề ở rừng về, nó chung với gốc mẹ cho nên là không tách được đâu mọi người ơi. Chỉ có thể cả giò thôi ạ. Mọi người có thể chốt về ngắm hoa Tết này. Ngắm hoa xuân, hoa Tết này đang xuống lá nhá. Hàng Lù Tam Bố Lâm Đồng đấy ạ, đang xuống lá. Đó. 7 triệu rưỡi nguyên giò, ai mà thiện chí thì em sẽ có bớt nhá. Em bán sang cái dòng gieo hạt này. Đây, em bán là 150 một cây lẻ này. 150 một cây lẻ mà chốt một cặp thì em sẽ bán là 250 một cặp. 250 một cặp nhé. Cái dòng này là dòng lai mới của Học viện Nông nghiệp luôn, trên thị trường là không có ai có, nên là mọi người có thể mua về sưu tầm. Sưu tầm để chờ cái mặt hoa 6 mắt. Chờ cái mặt hoa 6 mắt. Có những cây mà nù đẹp như thế này luôn. Cái mầm nhỏ. Đâu em ơi, nó nguyên là nguyên một cụm đấy. Nó là nguyên một cụm đấy. Tách cái mốc giá cho em đi. Tách ra nó xấu mất cái chậu. Ngại tách quá Vinh ơi. Ngại tách quá Vinh ơi. Đây mọi người ủng hộ cây gieo hạt cho em ạ. Chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Nguyên, chào anh Trang Vũ. Anh Nguyên ơi, anh Nguyên lấy cây chưa? Cây, chọn hai cây thân to nhé. Chọn hai cây này. Hai cây này đều nhiều mầm này. Một. Vâng, em chọn cho anh hai cây dài đây anh. Đây, cây này dài nửa cái bút rồi nha anh. Đây mọi người kìa. Dạ vâng anh Thắng nhá. Đây thân dài đây anh. Dài mà vẫn đang có mầm anh nhá. Mầm lên yêu thôi rồi luôn. Đang lên mầm lên anh này. Lên mầm cứ khỏe luôn. Lúc mà like cái này ấy, bạn em cứ bảo là đúng là lấp cái chỗ trống. Lấp cái chỗ trống vào cái cánh của cây giả hạt. Hai cái cây này hoa rất là hợp. Hạt phấn rất là hợp nhau luôn. Lên mầm chi chít. Đây một cặp này 250k. Em chốt cho anh Tuấn Anh Lê nhá. Anh Tuấn Anh Lê. Hai cây này 250k này, vừa dài lại vừa có mầm luôn. Vừa dài lại vừa có mầm. Em khuyên thật là mọi người nên chốt lên một cặp về chơi, bởi vì là trên thị trường là không có hàng này đâu. Không có hàng này đâu nhá. Đang lên mầm đây này anh này. Anh nhìn thấy cái mầm nó nhú lên không ạ? Đấy. Đây bên này thì đã nhú lên hai mầm rồi nhá. Anh Tuấn Anh Lê này, em chốt cho anh một cặp này. Có ảnh hoa không em? Dạ có anh Nam Mê. Rồi ok anh Tuấn Anh Lê nhá. Có ảnh mặt hoa bố mẹ anh nhá. Anh ơi số 18 này. Em chào anh Lan Rừng Hùng Nguyễn, chào chị Hường Nguyễn Nguyên nhé, lâu lắm mới thấy chị. Đây ạ, em cũng vừa nói cho mọi người cái quy trình gieo hạt cũng như là mặt hoa bố mẹ đấy ạ. Đây nhá, quy trình gieo mặt hoa mẹ. Mặt hoa mẹ là cây cánh trắng mắt tràn nhưng mà mắt phân thùy này nhá. Cánh trắng mắt tràn nhưng mà phân thùy này. Cánh trắng mắt tràn nhưng mà phân thùy sẽ lai với cái cây 6 mắt này. Để cho những cái tính trạng của cây 6 mắt này nó điền vào chỗ trống của những cánh, của những cánh của cây mẹ. Đó, của những cánh của cây cánh trắng mẹ. Bởi vì là cái cây này bản thân nó đã có hai mắt rõ ràng và mắt tràn rồi. Đó, thì mặt hoa tương lai. Mặt hoa tương lai thì để nó sẽ ra cái cây giả hạt 6 mắt này. Nó đột biến theo cái dạng là dị biến. Nó đột biến theo cái dạng là dị biến. Và cái hàng này trên thị trường cũng rất là hot nhé. 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một ki. 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một ki. Đó, và đây quy trình gieo hạt thì đây, khi mà lai ra thì sẽ ra cái hạt phấn như cái quả như này. Đây là quả lai nhá. Ok anh Phùng Phạm cho em số điện thoại địa chỉ, em chọn cây cho anh. Lai ra cái quả như này, lai ra cái quả như này, và khi cái quả này nó tách ra, không đem cái quả đi gieo mà chúng ta sẽ gieo cái hạt bên trong này. Chúng ta sẽ gieo cái hạt bên trong thì trong một cái quả phi điệp này nó có khoảng 500.000 hạt phấn.
nó có khoảng 500 hạt và hàng ngàn hạt phấn. Thì bản thân cái hạt phấn này nó đã là hạt phấn lai rồi nhá. Mọi người để ý cái bông phi điệp của mọi người ấy, thì giữa bên dưới cái mũi này này, bên dưới cái mũi này nó sẽ có hai cái hạt như ở nhụy ấy. Bên dưới mọi người có thể lật cái này lên, mọi người sẽ thấy cái hạt phấn của nó ở bên dưới cái nhụy này, cái mũi này này, đó. Nó chính là nằm ở đây và lai cái cây mẹ này với cái cây sáu mắt. Và đưa vào trong, tất nhiên là không phải là bản thân em có thể lai được, mà em chỉ là người có cây thôi nhá. Còn lai là lai ở học viện nông nghiệp, trong môi trường phòng thí nghiệm, chúng ta đưa cái hạt phấn vào để lai như thế này. Đấy. Anh đang làm gì Châu Sấy à? Em đăng ký 1 cân nhá. Anh Nguyên ơi, em đăng ký 1 cân. Anh Phùng Phạm cho 2 cốc mập. Ok anh, để em chọn cho anh 2 cốc mập mà nhiều thân nhá. Hàng rất là đẹp, chỉ có mình em có thôi. Cặp like mới vào viện nông nghiệp mình em có thôi nha, chọn cho anh cốc mập nhiều hơn. Anh Phùng cho em số điện thoại địa chỉ ạ. Mọi người nên chốt lấy 1-2 cây về chơi. Nên chốt lấy 1-2 cây về chơi vì nó rất là đẹp và mới nữa. Sau này khi mà mọi người mình có cây đẹp. Đây. Em chốt cho anh Phùng Phạm 2 cốc mập, mỗi cốc 2 thân này nhá. Ok chưa anh Phùng Phạm ơi? Đây, mỗi cốc 2 thân nhá. Mỗi cốc 2 thân. Cho em đăng ký 1 cân nhá anh Nguyên Trần. À thôi, cho em đăng ký 3 cân đi. Cho em đăng ký 3 cân đi. 1 cân thì nhà mình, thế còn nhà bố mẹ đẻ của nhà bố mẹ chồng thì sao, đúng không? 3 cân đi anh nhá. Chị Hương ơi, em bán lẻ là 150 một cây, mà lấy một cặp thì em bán 250 một cặp nhá. Đây cây 2 mầm ạ. Cây toàn là những cây 2 mầm luôn. Đã gửi hình cho em, dạ vâng. Tiến đồ tam bố hôm nay được không? Của khách hết rồi em ạ, tí nữa chị chụp ảnh chị gửi cho em nhé. Ok anh Phùng Phạm này, đây em chọn cho anh cây vừa mập mà lại vừa có mầm nhé. Nó là hàng rừng cho nên nó cũng không nù lắm đâu em ạ. Nhưng mà được cái là chuẩn rừng 100%. Ok anh Phùng Phạm nhé. Mọi người cứ chốt thì em sẽ chốt giá rất là hữu nghị luôn đấy ạ. 150 một cây mà mọi người chốt 2 cây thì chỉ có 250 một cặp thôi. Đây em lên tiếp một cặp nhiều thân nữa nhé. Lên tiếp một cặp nhiều thân nữa này. Đây mọi người có thể nhìn này. Ví dụ như là cây này là 3 mầm luôn nhé. Không thấy hình ảnh luôn à? Mạng nó bị làm sao ấy à? Sao mọi người cứ kêu không thấy hình ảnh thôi. Anh Đính ơi, anh Đính thử thoát ra vào lại xem nào. Đây cây này. Mọi người ơi, mọi người, những ai mà không thấy hình, không thấy hình ảnh, chán nhỉ. Mạng nó mở. Xem gì xem được nhưng mà mở. Mở. Đây, cây này là 3 mầm nhá. Mọi người có nhìn thấy em không ạ? Cây này là 3 mầm này. Một mầm nhỏ này, một mầm nhỏ này, hai mầm này, được chưa? Đó, cây này thì 4 mầm luôn nhá, đang lên 3 mầm con. Một thân mẹ nù và đang lên 3 mầm con này. Đó. Chào anh Lâm Tây. Rồi, ok Công Vinh Bùi nhá, tí chị bảo anh Thành này. Đây đơn này là 250k này, cho em một cái kéo. Đơn này là 250k. Mọi người chốt lẻ một cây là 150 nhưng mà hai cây thì chỉ có 150k thôi nhá. Mạng mẽo chán ghê vậy đó. Hình như là không xem được ấy. Đây cái chậu này nó cao hơn thân nên là nhìn thân nó hơi nhỏ. Bây giờ em cắt đi cho mọi người xem nhá. Em chào anh Khánh Hòa quê tôi. Khánh Hòa quê anh, Thái Bình quê em. Đây, mọi người nhìn này, đấy, đang có lên mầm con chi chít luôn. Không bù cho anh cây nù tam bố à? Cây nù tam bố là cây cây giao hạt phải không anh Kiên? Phải không anh Kiên? Cây nù tam bố là cây giao hạt đúng không? Hay bù cho anh cây sáu mắt này nhá. Mạng trông tốt mà. Vâng ạ. Mạng trông tốt mà, sao mà mọi người cứ kêu là không thấy hình ấy nhở? Hello bố. Chào anh Nguyễn Lâm Thắng. Chào anh Nguyễn Lâm Thắng đây ạ. Đây em cắt cái áo thùng thình đi thì mọi người sẽ thấy là cái cây nó rất là dài rồi nhá.
cây nú luôn này. Hay em bù cho anh cây này nhá, nú tam bố em hết rồi. Đây cây này đang lên mầm chi chít này, lẻ là 150 một cây, mà chốt hai cây thì chỉ có 250k một cặp thôi nhá. 250k một cặp. Đây. 5-6 mầm luôn về mọi người, chỉ cần trồng hai cây này là các cái mầm này nó sẽ mầm, các cái mầm này nó lên là mọi người sẽ có một chậu tùm luôn, quá đẹp luôn. Đúng rồi. Nhìn có đấy cả. Thế à, thế sao có những người mà không xem được nhỉ? Chán ghê vậy đó. Rồi ok, em chốt cho anh Hoa hay là chị anh Hòa hay là anh Hoa này. Anh cho em số điện thoại địa chỉ nhá, anh Hoa nhá. Anh Hoa Nguyên số 20. Em chào anh Trương Ti. Đây. Đây anh có muốn chụp lại đơn hàng của anh không này? Anh có muốn chụp lại đơn hàng của anh không này? Cây rất là nhiều mầm luôn, mầm lên chi chít luôn này. Đấy. Anh Hoa cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Số 20. Đây em lại lên tiếp một đơn nhiều mầm nữa đây. Đấy mua trâu mà được cả ngé này gì đó, quá là ưng luôn rồi. Em có một số cây. Đây đây đây, cây này mới đẹp làm sao chứ. Không lấy sáu mắt đâu. Thế thì anh phải chờ nhá, bây giờ em hết cái cây kia rồi, em hết cái cây nú ra bố rồi anh ơi. Vâng, em cảm ơn anh Trần Như Anh đã phản hồi ạ. Cảm ơn anh nha. Đây em lên tiếp này. Chậu, hai chậu. Vâng, em cảm ơn anh Hoa nhá. Đây mọi người có thể chốt tiếp này. Đấy. Cây nù rất là đẹp luôn, mầm đang lên đây ạ. Mầm đang lên khỏe đẹp nhá. Cây này còn lên mầm to ú hù luôn. Đây, đơn này cũng 250k này. Em cảm ơn anh Hoa Nguyễn nhá. Cảm ơn anh Hoa Nguyễn ạ. Đơn này cũng 250k luôn này. 250k cho đơn này. Em chào anh Trần Minh Hoàng Đặng. Em gửi hàng cho anh Trần Minh Hoàng Đặng rồi nha. Đây. Ai chốt tiếp cây lai 6 mắt này chốt này. Hoặc là em cũng có những cây một thân mà rất dài nhá. Cây một thân mà rất dài thì em cũng bán. Em cũng bán là 250.000 một cọc luôn. Đây, cây một thân. Cây một thân mà to dài đây ạ. Còn cây một thân thì nó sẽ lớn hơn cây nhiều thân nhá. Anh Huyền Nguyễn ơi, hàng này là cây cánh trắng mắt tràn, like với cây 6 mắt nhá. Like với cây 6 mắt. Like với anh Tiến Tùng kiện bạn. Đây em cho anh xem mặt hoa bố mẹ này. Độ mấy hôm thì về Bắc Giang? Mai là thứ ba. Mai là thứ ba, mai em gửi thì thứ ba em gửi thì thứ năm anh nhận nhá. Hai hôm ạ, hai hôm. Hoặc nếu mà anh ở thành phố Bắc Giang thì nó sẽ chỉ có một ngày hôm trước hôm sau đến nơi luôn. À thành phố Bắc Giang thì một ngày anh nhá, mai em gửi ngày kia anh nhận được ạ. Anh Hoan ơi, em đâu có bán đắt đâu anh. Hàng lai độc quyền luôn, trên thị trường không ai có. Đây, cây mẹ là cây cánh trắng mắt tràn này. Đấy, mắt tràn nhưng mà phân thùy nhá. Lai với cây 6 mắt, lai với cây 6 mắt này. Đó, cây mẹ của nó này sẽ ăn những cái tính trạng 6 mắt của cây bố này. Đó, hai cái cây này, hạt phấn của cây cánh trắng mắt tràn này lai với cây 6 mắt. Lai với cây 6 mắt thì sẽ ra những cái quả như này. Sẽ ra những cái quả lai như thế này ạ. Đó, ra những cái quả lai như này nhá. Ok chưa? Lai ra những cái quả lai như này, và khi cái quả lai nó chín, thì chúng ta sẽ đem cái hạt, bên trong này, đem đi gieo trong phòng thí nghiệm. Tức là bản thân cái hạt này nó đã là hạt lai rồi nhá. Và cái cây này nó cũng là cây lai luôn. Chưa? Ăn những cái tính trạng của nhau để mà kết quả cuối cùng để nó sẽ ra cái cây giả hạt. Để nó sẽ ra cái cây giả hạt 6 mắt như này ạ. Giả hạt 6 mắt này là một loại dị biến nhá. Một loại đột biến theo hướng là dị biến. Đó. Mọi người thấy không ạ? Cây 6 mắt này, cái cây này trên thị trường thì rất là hot và giá đắt nhé. Từ khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một ki. Ki rừng ấy ạ, 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một ki.
Còn ở đây em bán hàng gieo hạt thì em bán giá rất là hữu nghị luôn. 150 một cây, 150 một cây, 250.000 một cặp. Mọi người có thể chọn, mọi người có thể chọn cặp nhiều thân này thì sẽ nhỏ hơn là cặp một thân. Một thân thì thân sẽ rất là dài và mập nhé em mọi người. Một thân thì thân sẽ rất là dài và mập. Đây. Đó. Thì mọi người có thể tùy chọn cái là cái nào mà mọi người thích. Đó là chọn cây nó đã lớn sẵn rồi hay là chọn cây có nhiều mầm đều được. Sao tự nhiên em không thấy ai comment gì nữa vậy? Vâng anh Việt Lê nhá, em nhận địa chỉ anh Việt Lê, anh Việt Lê bảo là đánh dấu cây, em đánh dấu rồi nhá. Chào anh Vũ. Đây, hai cây dài đây ạ. Mọi người có thể chốt hai cây dài hoặc là mọi người có thể thể chốt cây nhiều mầm này nhá. Chốt hai cây dài hoặc là chốt cây nhiều mầm đều được ạ. Đó, cây rất là đẹp luôn. Có vẻ mọi người thích hàng đường, em phải like lại thôi, em không có nhìn thấy comment, không nhìn thấy ai comment hết. Mọi người chờ tí, mọi người chờ em tí để em like lại nhá. Cái mạng của em nó bị đơ, không nhìn thấy gì luôn ấy. Mọi người chờ tí vào lại nhá.